Em không đủ red nên lính T4 thì lên nhà 22 trước lấy 5 đạo à? Lính T4 với nhà 22 thì mình nghĩ là bạn nên lên nhà 22 nhá. Em mắc SC lên trống với sừng đánh đầu ngon không anh? Ngon nhá. T1 sắp win 2-0 rồi anh à. T1 đánh thì win là bình thường. Ok, trước khi mà chúng ta đi đập đồ ở cái nick này thì mình sẽ xem qua một chút về nick nha các bạn. Anh em có thắc mắc gì về quả nick của bạn? Bạn này là bạn V16 Phương, Kingdom 2116 nha. Bật to tí nghe tiếng nổ ta lần cho sướng. 98 triệu pound, điểm tiêu diệt 4 tỷ rưỡi. Tiêu diệt T5 144 triệu, tiêu diệt T4 157 triệu. 3 mùa gần nhất tiêu diệt 35 triệu à? Chắc không đến nỗi xịt 7 món đâu. Chữa lành nhiều nhất 19 triệu này. Nick ID đầu 7 thì trẻ hơn nick của mình rồi, 1285 ngày, đang VIP 16. Ok, xem một chút về thông tin thêm. Sức mạnh tối đa rất cao nhá, 102 triệu. Chết 19 triệu 3 này, ngon này. Thu thập 21B, hỗ trợ 27B. Nãy các bạn thấy ở nick này bạn cũng mấy nick farm 30 mấy triệu bao nữa. Lính tổng lính 5 triệu, bộ binh 1 triệu 8, kỵ 792, bộ cung 1 triệu 3. Rất nhiều xe T2, T1, T5, T4 còn khá là nhiều này. Chắc phải nổ một anh em ơi, chẳng qua nổ món gì thôi. Tech QKVK thì cuối mùa sẽ có nha. Rock với COD cái chay nào lên T5 nhanh hơn anh à? Rock sẽ lên T5 nhanh hơn đấy. Hiện tại thì bạn này bạn đang có 22 skin nhà nha. Một cái giấc mơ 34 là một nhà huyền thoại này. Thế này chúng ta hết một nhà huyền thoại thôi. Bạn này thì khả năng cao là bạn cũng chơi nạp ít thôi anh em. Mình kiểm tra luôn về gói cung cấp đi. Không có nạp gói game tháng luôn. Đó, không nạp game tháng, không nạp vật liệu. 22 skin nhà, chỉ có một nhà giấc mơ 34 thôi. Như vậy là khá là ít. Nếu mà nói về skin nhà thì khá là ít. Bạn này chơi là cũng bình chiêu linh đấy. Có farm game. Có farm game. Ok. Nhưng mà thu thập mà 20 mấy B tài nguyên ấy thì farm game thú thật lãng trả được bao nhiêu. Anh nghĩ 04BB thắng kèo này không anh? Mình chưa biết 04BB gặp đội nào nhá. Tướng tá thì hiện tại mình xem qua về tướng tí để xem đồ sao. Một con Nevsky Max Q. Nón ta lần, vũ khí ta lần, một cái ánh sáng đêm trường ta lần luôn. Vũ trang là sao? Hai binh văn, một cường tráng, một nâng đỡ. Vũ trang này thì không đẹp lắm, nhưng mà chỉ số mình nghĩ là cũng tốt. Cộng ở chỗ này thôi chắc phải được tầm 24% chỉ số kỵ binh rồi, hơn 24%. Trông thì nó lòi ra hai dòng này thì hơi lỏ, nhưng mà chỉ số là cao cho anh em. Với một quả nick mà bạn không đầu tư quá nhiều ở đây. Đây là set đồ của Lưu Triệt. Ở đây chúng ta có một nón KVK, một vũ khí KVK nữa, ngọc thi hết luôn. Lát nữa đập cho anh em để mình xem bạn nhờ đập cái gì. Ui, bạn nhờ đập set cung anh em ạ. Nhưng mà nick này xịt nhiều lắm, này xịt nhiều này là tí đập dễ lên lắm. Anh nghĩ sao việc bot GTA Vic và Arc Leo cũ bay về 489 à? Bình thường các bạn. Nãy đâu có nhà bộ đâu, nãy có cái nhà giấc mơ 34 thôi. Tấn công bộ binh 8.5 này, phòng thủ bộ 5.1, sức mạnh bộ binh 8.6. Cả đũa. Bình thường, vũ trang Lưu Triệt mình nghĩ là cũng tầm tạm. Hơn 20% chỉ số bộ. Nói chung là trông thì nó không được đẹp, nhưng mà chỉ số cao với hơn 20% là mình nghĩ là tương đối ổn rồi. Tại vì bạn này vẫn không đầu tư nhiều. Đây thêm một con da cắt lượng Max Q. 6 đồ cam, một cái giày ta lần ở đây. Đó, lát nữa bạn nhờ đúc vũ khí vệ nón KVK cung luôn nhá. Rất chịu chơi các bạn. Đây là vũ trang của da cắt lượng.
Minh văn rùng mình này, khỏe mạnh. Một minh văn chính độc chống địch, tăng 3% kháng sát thương thường. Cái này là sẽ kháng cả sát thương của gì nhờ? Của sát thương trừng phạt luôn đấy. Vũ trang cung thì cảm giác lúc nào game nó cũng làm kiểu hên hơn ấy. Chỉ có một dòng sức mạnh kỵ thôi, thêm một dòng mọi thiệt hại 1.8, ba dòng cung cũng rất là cao, cộng lên là hơn 24% chỉ số cung rồi. Không món ta lần trừ một người theo dõi à? Có chứ, tôi có vận may. Đấy, lại thêm một set ngọc tinh nữa này. Ông này ông đập đồ tạch cũng nhiều ấy. Đây là set bộ binh thứ hai rồi. Hai phụ kiện thì còn xài phụ kiện tím nha. Vũ trang ra cát lượng một vũ trang của quan vũ, một minh văn huyền thoại thợ săn này, mặc giáp tăng thủ 3.5, ẩu đả tăng sát thương kỹ năng 1.5. ba dòng bộ binh thì không cao lắm, ba dòng bộ binh ở đây được 19.7 chỉ số bộ với mọi thiệt hại 17%. 7 là số may mắn đấy. Recharge bản mắc được. Ui, vậy tính ra bản này bản đúc đồ cam mà đúc ở set cam thứ 6 cơ hả? Recharge kéo man 4.4 nha. Ông này là cũng siêng kéo man đấy. Tài cát lượng thì hơi thấp nhưng mà recharge kéo man 4.4 là cao nha. Đây là thêm một set Ngọc Trinh nữa. Nick này là Ngọc Trinh hơi nhiều anh em. Bữa nào đi đập vũ khí KVK cho em được không à? Được nha em. Em món thứ 30 mới có ta lần đầu tiên. Em vừa tạch cái sừng lần 2 rồi, chán quá. Ui, anh còn tạch 4 hay 5 cái sừng đây. Một cái đội hình vòng tròn đấy. Recharge này thì để kéo man rồi. Có Recharge Max Q cũng đỉnh đấy chứ. SC Max này, Haran Max luôn. Di xong di. Kéo man 3.6. Bodica Max, AE Max, Saladin. CM xem nào. CM không kéo man nhiều lắm, mắc luôn. Alex mắc, Doan mắc. Nick bạn này nhìn chung thì mình thấy là tướng tá cũng là theo kiểu đánh đồng thôi các bạn, không có cái gì quá là đặc biệt. Xét tướng thiên nhiều đánh đồng. Không xịt được đâu anh em ơi. Ok, đây là mấy đạo quân bạn dùng trên Open Field nha. Ở ra cát lượng Bodica, đạo 2 lại con lưu triệt Alex. Con này thì nghe nói khá là khỏe. OL mới đánh đọc này, chứ còn bình thường đánh đồng mình vẫn xài Goggle lưu triệt. Nepki Doan Mark này. Quan Vũ SCPO. Recharge gì xong gì mà để đánh nhau luôn, nghe hơi lạ. Bạn này bạn nhờ mình đúc thêm set cung lãnh đạo ấy. Nhưng mà mình thấy bạn hơi ít cung. Không biết là bạn định mặc cho con gì. Bạn sẽ định đánh thêm một con nữa là con... Bạn nhờ mình đúc là 7 món cung đấy anh em. Nhưng mà ở đây mình thấy bạn có mỗi chả lẽ đánh Elsid. KVK chinh phạt đánh Elsid thì mà chết à. Tuyệt vọng lắm mới tìm Bắc Rốc rồi, sao lại tuyệt vọng. Mấy ạc TR2489 từ 2268 qua nhanh hả? Ok nhá. Nên mắc con Herman P anh hả? Giờ lên Herman hả? Thế giờ anh mắc luôn nhá. Mắc luôn Herman P nhá. Không lên Herman là hợp lý rồi. Đánh một đạo ra cắt lượng Herman, một đạo Bodica gì. Ấy. Để cho lên level 10 4 sao. Tiếp tục test nhân phẩm với mẹo level 10 4 sao anh em. Ok. Công thức 4 sao lớn, 2 sao vừa, thần thánh. 80% lên. Yes, nice. Đấy, như này là thấy có dấu hiệu là đỏ đỏ rồi đấy. 60% là nổ rồi. Lát nó chỉ khác là có 11% thôi. Nó bị thấp đi có 50% tỷ lệ chứ mấy. Vượt qua bài kiểm tra độ may mắn đầu tiên. Không, người ta có câu là các cụ đã có câu ấy, là đầu xuôi đuôi lọt nha anh em. Các bạn không biết chứ, mấy ca dao tục ngữ Việt Nam nếu mà anh em để ý ấy, là các cụ ngày xưa cũng lươn lắm. Các cụ ngày xưa lươn lắm. Các cụ ví dụ mà pha đầu tiên ấy
mà thành công thì các cụ sẽ nói là đầu xuôi đuôi lọt. Pha đầu tiên mà thất bại thì các bạn biết là các cụ sẽ nói gì không? Các cụ sẽ nói là thất bại là mẹ thành công. Đó. Nên là thực ra anh em phải biết là xã hội chúng ta là từ xưa đến nay người ta luôn hướng tới sự thành công. Đấy, cũng là khởi đầu nhưng mà thất bại nói một kiểu, thành công nói một kiểu, ok. Đúng rồi, vạn sự khởi đầu nan cũng đúng. Nên là các cụ văn vở lắm nhưng mà đại ý là cái gì là về sau cũng thành công hết, ok. Ui, tài nguyên đích này còn nhiều này. Bạn này bạn ấy cày ạc farm chắc cũng gớm đấy. Ở ngoài bạn ấy còn tới 2 tỷ 7 vàng, 5 tỷ 5 đá. Tổng gỗ lúa 4 tỷ 9. Nhưng mà game thì ít. Bạn này vẫn không có nào gói tháng các bạn. Nên là các bạn thấy game bạn rất là ít. Chưa có gian nan, chưa có gian nan. Tại gian nan. Tăng tốc. 10.900 cái tăng tốc 60 phút. Nhưng mà 3 giờ, 8 giờ, 15 giờ thì ít nha, nhưng mà 24 giờ thì cũng nhiều. Uầy. Bạn này khả năng cao là lấy game mua tăng tốc rồi. Bạn này vẫn sẽ bỏ game ra để mua tăng tốc 24 giờ các bạn. Chứ mà người bình thường làm sao mà có đến 243 tăng tốc 24 giờ được. Hoặc cũng có thể là bạn đánh pre-KVK. Đó, nhưng mà nick này tăng tốc khá ổn. Tổng kho 2166 đấy à. Gian nan bắt đầu đưa bác rốc à, Omo siêu trắng tài trợ à. Không, không có tài trợ hết á. Hôm nay sẽ là một pha gọi là xóa sổ Ngọc Trinh anh em. Ngọc Trinh từ cái hôm mà bị bắt đến giờ trông không có xuất hiện nữa. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ cho Ngọc Trinh lặn mất hút luôn. Mở rộng đội quân 50%, 21 cái. Tăng công 11 cái, tăng thủ 10 cái. Kho dự trữ cấp 5, 91 cái, rất nhiều. Thiết bị, đây. Một đồ, à từ từ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 84, 32, 32 cộng với 3 là 35 món cam nhá. Mà bạn mới nổ được có 1, 2, 3, 4. 35 món nổ 4. Mà hồi nãy bạn nói là món cam thứ 30 bạn mới nổ. Như vậy ông này nổ 4, 5 món liên tục à? Đúng không? Nãy bạn ấy nói là món thứ 30 mới nổ. Mà tổng có 35 món cam nổ 4 món rồi. Chứng tỏ đang chuỗi. Người ta gọi là đang vào cầu đấy. Đây vật liệu rất nhiều. A hồ đập 262 262 gỗ mùn, 137 quặng sắt, 94 cái da. Nhưng mà có một cái vấn đề như này này. Đó là bạn này bạn đúc cái set cung thứ 6. Nếu mà đúc set cung thứ 6 thì vào KVK phải mở 6 đạo. Đúng không? Vào KVK phải mở 6 đạo. Nhưng bạn này thì khả năng cao vẫn không đặt tiền. Không đặt tiền thì mở 6 đạo khá là lâu. Nhưng không đặt tiền mở 6 đạo có khi phải qua Kingland. Đấy, mình cũng phải nói thế. Như mình đâu đúc set cam thứ 6 đâu. 30 vé bay. Chọc vàng đâu? À chọc vàng nãy nâng hết rồi, 88 chọc này. Xem qua một chút về kinh đầm 2116 nha anh em. Đưa rốc là nhảy cầu à. Bác rốc vẻ chuỗi à. Ôi, bên này mạnh phết. 10 tỷ 5 này, clan chính 10 tỷ 5 là khá mạnh. Điểm tiêu diệt 240B. Top 1 là Sekiro 130 triệu pound. Này chắc fake quá nhở. Nhà dát vàng nhiều thế. Em đánh 5 đạo thôi, bỏ 1 đạo. Giờ bộ, giờ tướng Ameta quá à. Nhưng mà đồ đạc em đúc rồi, em đúc thêm set thứ 6 này anh thấy hơi phí. Tùy em thôi. Top 2 118 triệu pao này, tiêu diệt tỷ 7. Top 3 bia Hà Nội. Tính ra hôm đấy ra Hà Nội mình chưa quên mất mình không đi trải nghiệm bia hơi thử. Tại buổi tối tôi mệt quá tôi cũng chả đi được. V16 Tisa. Bên này thì pao thì mình thấy khá cao nhưng mà Q-point từ người ấy thì mình thấy là cũng không quá cao đâu. Nick này 7 tỷ 8 cao là nhưng mà mấy nick nãy mình vừa xem có tỷ mấy, tỷ 8 thì đâu có cao lắm. Sao cứ quảng cáo nhiều và anh em bấm hủy đăng ký à?
Chịu thôi em, đấy YouTube nó quảng cáo mà. Chứ anh mà được chèn quảng cáo thì anh chèn hết mẹ cái live stream luôn. Còn đây là tại YouTube nó quảng cáo, lâu lâu nó phải chèn nó phát. Bên này có một nick top 1, 12 tỷ kill. Mùa nhiều nhất tiêu diệt 54 triệu. Top 2 tiếp tục là Boss Whirlwind, 10 tỷ rưỡi. Top 3 7 tỷ 8, nãy xem rồi. À hôm trước mình có review nick Mr. VIP 10 này, bảo sao tôi bảo Kingdom này quen quen. Hôm bữa mình vừa mới review nick bạn này xong. Mr. VIP 10 V16 last hit Mount Farm. Đây cái nick của chúng ta top 10 Q-Point Kingdom luôn nha anh em. Cũng được thưởng cúp này, được thưởng cúp cam, cúp tím này. Tôi đời tôi chưa bao giờ được cúp cam luôn đấy. Nói vậy chứ chèn quảng cáo thì mới chèn quảng cáo thì mới ấy thôi chứ, chèn quảng cáo thì mới có tiền chứ anh em. Chứ bây giờ không có quảng cáo sao mà ấy. Mà các bạn nên biết là chèn quảng cáo là YouTube nó chèn chứ. Nói thật chứ người bình thường đang live stream này hơi đầu bấm quảng cáo. Ok, mình sẽ đập đồ cam nha anh em để mình sẽ thống kê quảng à lộn sorry anh em, tên mình phải thống kê quảng cáo. Bạn này bạn có nhờ mình đập các món sau này để cho đỡ nhầm, bạn có gửi hình luôn rồi. Full một set cung. Bạn bảo tích thêm một cái trống nữa. Đấy, cung là bạn này chơi set lẻ nha anh em, bạn này chơi set cung rất là độc dị. Bạn này bạn xem set bạn này bạn lên set cung rất là độc dị các bạn. Bạn quyết định là lên vũ khí KVK. Đó, nón KVK. Xong áo lẻ tay lẻ và quần với giày mic chúp nha. Bạn còn bảo là thêm một cái trống nữa. Đấy, rất nhiều đồ bạn, 7 món đồ cam. Anh em nghĩ là nổ mấy món? Tôi nghĩ là nổ 2 ấy. Có khi lại còn 2 đồ KVK ấy. Các bạn nên biết là chủ nick vẫn đang ngồi xem live stream. Các bạn nói thế chủ nick suy lắm. Mình thì nghĩ là nổ 2. Thật sự mình nghĩ là nổ 2. Mình không biết tại sao nhưng mình có linh cảm là mình nổ 2. Ok, nói chung là trước khi đập đồ tôi phải giải thích luôn đó là đập đồ thì nó chỉ nổ được có 11% thôi. Mình sẽ đập từ món rẻ nhất đến món đắt nhất. Đắt nhất sẽ là cái trống nha. Còn rẻ nhất sẽ là cái tay anh em. Đây, bắn đúc tay cung lẻ nha các bạn. Công thức thì chắc chẳng công thức gì đâu. Cái này tôi bấm thì cũng như bạn chủ đích bấm thôi chứ không phải là mình bấm thì nó đen hơn đấy anh em. Có nè, sự lựa chọn của Ian. Tấn công cung 8%. Và đó chính là what the hell. Nhưng mà mình đập món rẻ nhất trước. Tại vì mình tin là những món đắt hơn nó có thể lên. Giày mic trúc. Giày mic trúc 40 vật liệu cam. Quần mic trúc bao nhiêu? Quần mic trúc 60 vật liệu cam. Như vậy chúng ta sẽ đúc giày trước nha anh em. Đúc giày trước, giày đây. Giày chiến nữ thần huy hoàng sức mạnh đội quân 6%. Anh em cứ bảo Phương ổn không, anh em cho xin một like cho bạn Phương bạn ổn ngay. Nãy giờ anh em toàn bình luận nổ không với trừ các thứ. Không thấy bình luận của bạn Phương đâu nữa rồi. Anh em cho bác nông dân với bạn Phương xin một like cho anh em. Tôi tin là sẽ nổ một món, món nào thì chưa biết. À hai món. Ok, quất món tiếp theo. 3, 2, 1. Đúng đồ không ta? Đúng rồi. Có.
đẩy. Mẹ game bịp thật sự. Không sao, không sao. 11% nhá anh em. 11% nghĩa là khoảng 9 món mới nổ được một món. Ok, 9 món mới nổ được một món. Cái áo và cái quần nha các bạn. Áo này khá ngon, sức mạnh cung 12%. Giữ cái đầu lạnh. Tiếp nha anh em. Tiếp nha, tiếp nha. 60 vật liệu cam. Đúng áo ta mình phải kiểm tra đấy, đập nhầm cái là ấn cút đấy. Tài ngân hà. Có. Yes. Yes. À. Thấy chưa? Nổ rồi các cháu ơi. Chạy đấy, nổ rồi. Nổ rồi các cháu ơi. Ôi trời ơi. Ngon nhá, một món sức mạnh cung 12,4%. Nhầm sao được, sức mạnh cung đúng rồi mà, anh em nói là tôi rén. Ngon. Thấy chưa, thêm món nữa. Nổ rồi các cháu ơi, nổ rồi. Đấy là tôi phải tải hình bà Tân về. Ok anh em, món ta lần tiếp theo. Ô hay, tôi đoán các bạn nhé, đập cái này các bạn nói rùa, tôi công nhận là rùa thật. Mình các bạn nói rùa, tôi đồng ý là rùa thật. Tại vì cái game này nó là 11% thì đập ăn thì đúng là rùa, thế còn gì nữa. Chứ làm gì có kỹ năng gì, đúng không? Kỹ năng thì nó phải tích lại qua từng năm tháng. Nay tôi rửa tay hết rồi anh em ơi. Cạp quần của nữ thần Huy Hoàng. Đúng cho ta, sức mạnh đội quân 8%. Chúng ta sẽ đúc cạp quần của nữ thần nha anh em. 3 2 đúng ta. 1 à, đúng là cái cạp quần mà vãi nồi. Mà cái này trông giống cái giày, đâu giống cái cạp quần đâu. Không sao, không sao, không sao, không sao. Đây là 3 món đắt nhất này. Đây là 3 món đắt nhất mới là quan trọng này anh em. Mình nói thật luôn. Cái nón, cái vũ khí và cái trống mới là 3 cái quan trọng nhất. Thực ra nổ 1 là mình đánh giá là thành công rồi. Các bạn nào mà đập đồ nhiều bạn biết nổ 1 thực ra là thành công rồi. Ok. Hiện nay lại không hiện cái chat đây nhỉ, tôi cho hiện cái chat đây một tí. Chơi nha anh em. 3 2 1. Hát rèn thành công. Mẹ hay cái mẹ người ta bây. Để từ từ các bạn, để mình tìm thử trong kênh chat xem có thấy, có thấy Phương không, nãy giờ tôi không thấy Phương bình luận. Tại vì các bạn nên biết là hủy đăng ký là không bình luận được anh em ạ. Nãy giờ không thấy Phương bình luận. Phương ơi, em còn xem livestream không, em có ổn không? Thực ra anh nghĩ là nổ một món là ngon rồi. Anh nghĩ nổ một món là ngon rồi. Ờ ok, vẫn thấy, vẫn thấy. Vẫn thấy, vẫn thấy. Ok. Đây mới là hai món quyết định này anh em. Mặc dù tôi biết là bây giờ đồ KVK đã dễ lấy hơn. Đấy, mất ít vật liệu hơn là 1 này. Mảnh bán vẽ dễ kiếm hơn là 2 này. Đó, su chinh phạt dễ kiếm hơn là 3. Đó. Nhưng nó vẫn là một món rất giá trị. Thôi lỡ rồi, đập thì đập luôn một món, một phát 7 món anh em, chứ còn mỗi nick đập một món thì nó bình thường quá. Bạn Phương này bạn đầu tư mà. Nói chung là đối với những cái bạn
như cái bạn Phương này kiểu cày chay các thứ thì 7 món cam một lúc là bình thường, không có gì hết, không công thức luôn nha anh em. Nổ cái nỏ hoặc cái trống là đẹp. Má chắc phải lấy cái gì che lại quá. Cố lên nào. Yes. Mẹ rèn thành công đi chị em ạ. Cay thế nhờ. May mà chưa rèn thất bại. Thôi món cuối anh em, nói vậy chứ mình nói thật lòng nhá, tôi không, mình biết là các bạn thì tôi biết là các bạn kênh chat thì các bạn sẽ thích, kiểu các bạn sẽ muốn là mình đập xịt hơn, nhưng mà đối với mình 7 món nổ một là tôi thấy là ok đấy, nó không, ít nhất là còn không đến mức là không nổ món nào, nhưng mà đương nhiên thì mình mong muốn là nổ 2 món nhiều hơn là một. Ủa đâu rồi? Ok. Ok, món cuối nha anh em. Trước khi đập món này thì mình xin gửi lời cảm ơn đến bạn Phương. Đấy, tại vì bạn đã giúp mình có một cái video đập 7 món cam liên tục. Đấy, mình hy vọng là sau cái món này dù nổ hay không thì chúng ta vẫn mãi là người xem của nhau, chúng ta vẫn mãi là streamer và viewer của nhau nhá. Tại vì cuộc sống mà, đôi khi có những cái nó không được như ý, nhưng mà chúng ta phải biết hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Chống trận KWS, để kiểm tra đúng là đập chống trận nữa, bạn bảo đập ok thêm cái trống nữa, đúng rồi, đúng trống hiểu ạ. 3 2 1. Nổ rồi anh em ạ. Nổ rồi. Nổ mà. Nổ gói nạp. Nổ 2 gói nạp. Không, nhưng mà thật sự là nổ như vậy là ok rồi. Nổ được một món là ok rồi, nghe một cái áo được mà. Không sao cả. Các cụ nó có câu là thua keo này ta bày keo khác. Ok, cảm ơn Phương nha.